Hello, xin chào cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Lớp Forward đây. Tiếp tục series ngày hôm nay, như tiêu đề chúng ta sẽ đến với một video mang tên cách cài TP mới trong tựa game FIFA 22 Hàn Quốc. Và mình nghĩ cách cài TP này là hoàn toàn đúng. Xin nhắc lại là hoàn toàn đúng nha. Trước khi đi vào cách cài TP mới, chúng ta sẽ đi mở hai cái pack mà mình thấy anh em trên group quảng cáo rất nhiều. Nói rằng hai cái pack này ngon, dễ mở ra icon. Ngày hôm nay mình sẽ bỏ FV ra để test cho anh em xem luôn liệu cái pack 500 và pack 400 trong store nó có ngon như lời đồn hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào pack 500. Ở pack này thì chúng ta sẽ có 55 skill board, cùng với đó là gói cầu thủ 114-120 có rô béo. Hoặc, mình xin nhắc lại là chữ hoặc nha, 100 triệu TP. Có hai phần quà anh em nhận được, đó chính là 100 triệu TP hoặc là cầu thủ. Còn thì cái phần mà skill board kia thì chắc chắn nhận được rồi, không tính. Anh em nào có nhu cầu nạp FV hoặc trung gian game, vui lòng liên hệ cho mình theo số Zalo, phần mô tả cũng như là phần comment. Mình luôn đảm bảo với anh em 100% uy tín, an toàn và nhanh gọn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi mở pack 500 và chúng ta sẽ chờ hai nhịp sáng chúng ta sẽ mở. Cái nhịp sáng này thì là do mỗi người thôi, anh em nào thích thì mở luôn, còn mình thì mình hơi bị gọi là có một cái gì đó nó theo cái ngày xưa từng chơi FIFA Online anh em ạ. Đây, cờ Canada GK rồi, gói 500 đây nha anh em. GK và chúng ta cùng đến với một GK mình không biết tên. Và chắc chắn giá cũng rất rẻ thôi, còn không có cả mini fake. Như vậy là gói 500 thì ra một cầu thủ có giá là 60 triệu. Cái này thì mình không dám nói là ngon hay là không ngon. Cái này thì do bàn tay mỗi người mở thôi, chứ nó không thể nào mà ai mở ra cũng ngon được. Nhưng mà theo cái mặt bằng chung thì nhiều người đánh giá cái gói này ngon. Anh em nên cân nhắc nha, mình xin nói lại là anh em nên cân nhắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đi mở đến gói 400. Gói 400 cũng tương tự như vậy thôi, cũng có icon 120, cũng có TP. Ngoài ra thì còn có cái mùa mới anh em ạ. Ngoài ra thì còn có cái mùa mới 115-116. Mùa này mình chả biết là mùa gì và nó có tác dụng gì. Mình không thấy xuất hiện mùa tour, team of tournament, tức là đội hình xuất sắc nhất mùa giải của mùa kỳ World Cup ấy. Không thấy mùa đấy mà lại ra một cái mùa rất đâu đâu. Chúng ta mở gói 400 và ra 80 triệu. Đấy, tổng cộng thì chúng ta thấy rằng là mình vẫn rất đen. Nói chung là mình đen thôi. Còn hai gói này thì nếu mà anh em nào mà có ít FV mà muốn mở pack để nhìn thấy đường hầm và muốn mở pack để thử cảm giác ấy, thì anh em nên mở hai cái gói 400 và 500 này. Còn tất nhiên khi mà anh em có nhiều FV thì anh em cứ mở gói 4500 hoặc là tương tự thì nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái cách cày TP mới. Theo đánh giá cá nhân của mình thì đó chính là cách trao đổi cầu thủ. Nhưng mình xin nhắc đến từ nhưng ở đây là vì sao? Là vì cái trao đổi cầu thủ này thường nó sẽ có mục reset theo tuần. Và nếu mà anh em muốn có quà ngon, muốn là thường là lãi thì anh em sẽ phải chơi ngay ở cái những ngày đầu tiên của khi mà nó ra cái trao đổi cầu thủ này. Ví dụ như cái trao đổi hitline này nó đã có từ lâu rồi, đúng không? Trao đổi hitline này có từ thứ năm tuần trước và cái ngày mà anh em nên chơi là ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu. Khi đấy nó ra cầu thủ mới thì nó sẽ rất là lãi. Và cái ý kiến này thì mình thấy là được tán dương trên group rất đông. Đấy, theo ý kiến số đông thôi, chứ mình thì mình cũng không bao giờ mình xúi anh em hay là làm cái gì đó để anh em thua thiệt đâu. Mình khẳng định với anh em như vậy. Trước khi chúng ta đi vào cái đổi cầu thủ hitline thì chúng ta tiếp tục đi vào mục đổi cầu thủ 117-120. Gỡ lại hôm trước mình đã bỏ ra tận 5 tỷ TP ở cái mục này mà vẫn đen anh em ạ. 5 tỷ TP thì hôm nay tính đâu đó lỗ khoảng 2 tỷ. Nhưng mà mình vẫn phải là người đi đầu để cho anh em cân nhắc tham khảo thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đổi McAllister. McAllister này là một cầu thủ tăng giá đột biến. Trước đây thì mình mua cầu thủ này giá có 300 triệu ra. Xong tự nhiên cập nhật lên thì thấy lên 117, xong lên tỷ mấy. Đấy, rất là lời. Và ngày hôm nay thừa thì mình sẽ tiếp tục vào mình đổi cái này xem nào. Chúng ta cùng xem, không cần nhịp nào. Cùng xem. Ui. Cờ Úc ST. Icon. Ai đây nhỉ? Team Cahill 118 anh em ạ. Cực kỳ ngon, dây con 118 đổi McAllister lấy Team Cahill. Mình thấy rằng một cuộc trao đổi cũng tương đối là ok. Nhưng mà với mình thì khi mà ra 118 icon như này thì chắc chắn là mình sẽ đổi thêm phát nữa rồi. Mục đích của mình một là ra rô béo, hai là ra những cái cầu thủ ngon hơn hẳn cơ. Chứ mà để đổi lên một cầu thủ tương đương thì mình cũng không thích cho lắm. Đây, tiếp tục mình sẽ đi đổi Team Cahill. Đổi Team Cahill thì liệu sẽ ra cái gì nào? Đổi Team Cahill thì liệu chúng ta có ra là một cầu thủ ngon hơn hay không thì không cần nhịp sáng nào hết. Ui dồi, không chui đường hầm. Được 1 tỷ anh em ạ. 1 tỷ thì mình thấy rằng là nếu mà 1 tỷ 8 anh em bán Team Cahill đi, chịu 20% thuế thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 8 chia 5 bằng 360, nó rơi vào khoảng 1 tỷ 440 triệu. Đấy, nhưng mà mình để chơi thì mình lỗ rồi đấy. Nhưng mà không sao cả, cái này thì mình thích cái cảm giác này. Mình thích cái cảm giác mà tựa game này nó mang lại. Và mình cũng muốn là người mà test cho anh em xem để anh em cân nhắc. Chứ để mà anh em bỏ khoảng 2 tỷ, khoảng 1 tỷ rưỡi ra để chơi thì nó hơi khó.
Quay trở lại với cái việc kiếm TP thì chúng ta sẽ, như mình đã nói anh em, ví dụ như thứ năm này có cái trao đổi cầu thủ mới thì anh em phải chơi luôn ở ngày thứ năm thì thường nó sẽ có lời, cái khả năng có lời nó là rất cao, và đây là một cách kiếm TP nha anh em. Cách kiếm TP nào nó cũng có xui rủi thôi, trừ anh em nạp ra. Còn mình đã cày chay thì mình phải trải nghiệm đầy đủ các tính năng của game, và mình nghĩ rằng không không có gì mà phải thắc mắc ở vấn đề này cả. Chúng ta cùng đi vào phần trao đổi cầu thủ hit line để xem một nhịp sáng ra luôn không, một nhịp sáng đấy ra một cầu thủ RM có giá là 450 triệu đấy. Nếu cầu thủ này vào thứ năm tuần trước mình khẳng định rằng cầu thủ này sẽ có giá rất là cao, nhưng mà bây giờ thì giá đã xuống rồi. Và cái trao đổi cầu thủ này nguyên liệu thì mình thấy nó cũng không quá là đắt đỏ đâu anh em ạ, chỉ cần ở mức thẻ cộng 4 thôi, anh em có thể mua trên thị trường chuyển nhượng hoặc mua về nâng. Cờ đây rồi, Costa Rica RM Joel Campbell à? Liệu có phải là Joel Campbell cựu cầu thủ của Arsenal hay không mình không biết, nhưng mà RM 113 đi ăn thế. Nói chung là khi mà anh em trao đổi cầu thủ như này thì mình nghĩ rằng đến một mức nào đấy anh em cảm thấy lời thì hoặc là phát đầu tiên lời hoặc phát thứ hai lời, chung quy lại lời thì mình nghĩ anh em nên dừng lại, chứ mà cứ cố cái trò này ấy, thì nó cũng hơi khó nói đúng không. Một ngày nó cho anh em đổi 3 lần, ví dụ như phát đầu tiên lời thì thôi để sang ngày mai chơi đấy, chứ anh em cứ theo cả 3 lần thì mình thấy là nó cũng hơi khoai đấy. Cái xác suất lãi nó càng ngày nó nhỏ đi. Tuần cuối cùng của đội cầu thủ hit line chúng ta lại có đường hầm, xem nào. Đây là Ecuador đúng không em, Ecuador R đúp, là cùng xem cái tên nào. Ui ôi, 113 thì mình không biết đây là cầu thủ nào luôn đấy, không biết luôn. Và tơn đầu tiên thì chúng ta có vẻ lãi, nhưng mà hai tơn sau thì chúng ta lại lỗ đấy. Như mình đã nói thì cái tơn đầu tiên mà ở thứ năm tuần trước thì sẽ lãi rất là nhiều đấy. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Đây cũng là một cách để anh em có thể vừa chơi vừa trải nghiệm vừa có cảm giác cùng với đó là có thể kiếm được số TP cho riêng mình. Nếu anh em thấy video của mình hay cho mình xin like subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em những video sau.